Phát ngôn không mại dâm cờ bạc khách du lịch tới Việt Nam làm gì của ông Đỗ Anh Dũng sốt trở lại. Cái đánh bạc này nó chính là một thú vui tiêu khiển rất sát sà của những khách du lịch trong những giờ lúc buồn. Buổi đêm họ làm gì? Chúng ta không có mại dâm, chúng ta không có cờ bạc, chúng ta cấm karaoke, chúng ta cấm tất cả trò chơi về đêm. Vậy khách sẽ đến đây và để ngủ đến 9 giờ, 10 giờ đi về à? Tôi hỏi du lịch như vậy là du lịch dịch kiểu gì? Không phải, đấy không phải du lịch. Các bạn đang xem video trên kênh Tin Bốn Phương thuộc chuyên trang Cánh Cò.net. Phát biểu của ông Dũng khi nói về du lịch Việt Nam và cho rằng không mại dâm, không cờ bạc, cấm karaoke, chơi đêm thì khách du lịch tới Việt Nam làm gì? Bất ngờ được dân mạng đào lại mới đây, đã có nhiều ý kiến lên án phát ngôn của ông Đỗ Anh Dũng và bình luận rằng các thành phố khác trên đất nước Việt Nam này không có mại dâm, không có cờ bạc vẫn mỗi năm thu hút hàng chục triệu khách. Rõ ràng mấy thứ mà ông Dũng nói là không có cơ sở. Không phải khách đến Việt Nam để đánh bạc, mại dâm, ta chỉ nên thu hút khách đến vì văn hóa, cảnh đẹp và đồ ăn. Cũng chính từ phát ngôn này mà dân mạng đã hiểu được tư duy kiếm tiền bất chấp của ông Dũng, không hề nghĩ hệ lụy kéo theo đằng sau khi mà tỉnh nào cũng mở casino và mại dâm. Chưa kể chỉ riêng vụ cá độ thể thao, ghi đề đã khiến cho xã hội xuống cấp rồi, bây giờ mà thêm casino nữa thì không biết bao nhiêu gia đình phải điêu đứng. Có thể nói, ngoài việc bỏ cọc thường xuyên thì ông chủ của Tân Hoàng Minh còn có tài chém gió, câu sau đớp câu trước chăn chát. Khi trước đó ông từng nói rằng tôi có kế hoạch của riêng mình để đồng tiền bỏ ra đầu tư cái gì cũng phải hiệu quả. Nhưng không chỉ là bài toán kinh doanh cho Tân Hoàng Minh mà tôi nghĩ nhiều hơn là lợi ích quốc gia và thể diện của doanh nhân Việt Nam. Ông Đỗ Anh Dũng có thể đánh lừa một vài người bằng những phát ngôn ấn tượng thoạt nghĩ là có vẻ mong muốn cho nền kinh tế đất nước phát triển. Song một xã hội coi trọng văn hóa thuần phong mỹ tục thì không chấp nhận những suy nghĩ kinh doanh lệch lạc, bất chấp đi ngược với đạo đức văn hóa truyền thống của Việt Nam như vậy được. Kinh doanh thì lừa đảo dịp giật để kiếm tiền bằng mọi giá, tiền nhiều để vào tù, hậu quả nhãn tiền đã đến với ông Đỗ Anh Dũng. Đúng như người ta hay nói, các anh hay nói đạo lý thì thường sẽ vướng ngay cái đạo của mình. Có thể thấy, chủ tịch Tân Hoàng Minh được mệnh danh là ông trùm bất động sản của Việt Nam, không chỉ sở hữu khối tài sản khủng mà còn có những phát ngôn nổi tiếng, trong đó có nhiều lời nói gây tranh cãi. Bạn nghĩ sao về phát ngôn trên của ông Đỗ Anh Dũng?